liên quan đến một số sai phạm liên quan công tác đăng kiểm tại một số trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Ngày hôm nay 29 tháng 12, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ký công văn yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân có vi phạm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cục có vi phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, đặc biệt là sai phạm trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định. Kịp thời báo cáo tình hình vi phạm và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên vi phạm. Cục trưởng, lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam và thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác quản lý công chức, viên chức của đơn vị mình. Đồng thời khẩn trương chỉ đạo ra soát các quy trình nghiệp vụ về công tác đăng kiểm, kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thuộc trực thuộc cục và các trung tâm đăng kiểm để các đơn vị này duy trì hoạt động bình thường, không làm ảnh hưởng đến việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trước đó trong ngày hôm qua 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp Phòng kiểm định xe cơ giới, Cục đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội. Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án sai phạm tiêu cực trong quá trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho hơn 70.000 phương tiện tại 12 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Chiều ngày 29 tháng 12 hôm nay, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty Alibaba, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án trung thân cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện và nhiều mức án giảm nhẹ cho các bị cáo còn lại trong vụ án Alibaba. Một bị cáo nhận mức án treo. Theo đó, trừ bị cáo Nguyễn Thái Luyện vẫn bị Hội đồng xét xử tuyên mức án trung thân, võ Thị Thanh Mai mức án 30 năm tù. Các bị cáo còn lại đều được tuyên là mức án nhẹ hơn mức án mà Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị. Cụ thể, đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Võ Thị Thanh Mai là hai vợ chồng còn nuôi con nhỏ. Luyện và Nguyễn Thái Lực, Nguyễn Thái Lĩnh, anh em ruột. Võ Thị Thanh Mai và Võ Văn Trần Quang, chị em ruột nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Ngoài bị cáo Nguyễn Thái Luyện thì các bị cáo khác đều là nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Các bị cáo này đều có hành vi cố ý về hành vi nhưng vô ý về hiệu quả. Đối với một số bị cáo đã nộp một số tiền từ 9 đến 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả của vụ án và một số bị cáo có người nhà đã mua đất nền của Alibaba nhưng tình nguyện nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả nên hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm án cho tất cả các bị cáo này. Về tội rửa tiền, hội đồng xét xử xác định bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ luyện là chủ mưu. Tổng số tiền của hành vi rửa tiền là hơn 13 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Mai sử dụng hơn 1 tỷ đồng để tất toán hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Dùng 12 tỷ đồng còn lại bị cáo sử dụng mục đích cá nhân. Xét số tiền trên có nguồn gốc bất hợp pháp nên buộc ngân hàng và bị cáo Mai phải nộp lại trong vụ án. Ngày hôm nay, 29 tháng 12, bắc bộ tiếp tục chìm sâu trong đợt rét đậm rét hại. Khu vực vùng núi cao nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt độ 1 độ C. Nhiệt độ xuống thấp khiến người dân ra đường hôm nay cảm giác rét bút kéo dài. Để vượt qua cái lạnh này, không ít người làm việc ngoài trời đã phải đốt lửa để sưởi ấm. Và nhiều người đặt câu hỏi, miền Bắc sẽ chìm trong rét bút đến khi nào? Hãy cùng phóng viên trao buổi tối tìm hiểu ngay sau đây. Đêm nay và ngày mai 30 tháng 12, miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 10 cho đến 13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Tại Hà Nội, nhiệt độ quan trắc được lúc 6 giờ sáng nay ở Hà Đông là 12,8 độ, Ba Vì 11,6 độ. Trong khi đó, nhiều khu vực vùng núi như Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có mức nhiệt phổ biến 1,8 đến 3,7 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Tại đỉnh Sĩ Băng Lào Cai tiếp tục ghi nhận nhiệt độ dưới 0 độ C, khiến mưa tái diễn trong đêm qua, dạng sáng hôm nay. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 31 tháng 12, miền Bắc chuyển sang rét khô. Ba đêm trời vẫn rét buốt với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở vùng đồng bằng từ 11 đến 14 độ, vùng núi từ 5 cho đến 8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C tuy nhiên ban ngày trời hứng nắng, ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20 cho đến 22 độ. Sang đầu năm 2023, đồng bằng và trung du miền Bắc sẽ thoát khỏi rét đậm, riêng miền núi vẫn duy trì kiểu khí hậu này. Dịp cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ, mệnh giá thấp và tiền mới tăng cao. Tuy nhiên các chuyên gia cảnh báo, rất nhiều người dân có thể dễ dàng rơi vào bẫy đổi tiền lẻ, tiền mới nếu không nâng cao cảnh giác. Thực tế, việc thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt lên đến 40 triệu đồng. Trường hợp tổ chức có hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt gấp 2 lần, từ 40 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Tuy nhiên do nhu cầu quá lớn của người dân, các hành vi này vẫn diễn ra và chưa thể ngăn chặn được. Việc đổi tiền lẻ trên mạng như vậy mang tính rủi ro rất cao. Nhiều đối tượng có thể lợi dụng nhu cầu của người dân thực hiện việc đổi thiếu tiền, sử dụng tiền bất hợp pháp, không rõ nguồn gốc hay thậm chí là tiền giả. Bên cạnh đó những đối tượng đổi tiền chỉ là người quen biết trên mạng thậm chí là không có tổ chức, trụ sở rõ ràng. Khi đổi chúng tiền giả thì người dân còn gặp rủi ro khi phải chứng minh nguồn gốc tiền đó từ đâu mà có. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa thông tin tiếp nhận một bệnh nhân bị chó cắn 3 đến 4 tháng trước. Sau đó, bệnh nhân đã đánh chết con chó và làm thịt ăn. Mới đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hốt hoảng, lo âu, tiền lượng tử vong. Qua khai thác tiền sử, Người nhà cho biết bệnh nhân nam 30 tuổi trú tại tỉnh Phú Thọ bị một con chó lạ cắn khoảng 3 cho đến 4 tháng trước. Bệnh nhân không đi tiêm huyết thanh phòng bệnh. Trước khi vào viện 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, kích thích, sợ nước, sợ gió lạnh, không tắm, đau mỏi đầu và hai vai. Bệnh nhân đi khám ở phòng khám tư nhân nhưng không đỡ. Sau đó bệnh nhân được đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương để khám, chẩn đoán và làm xét nghiệm virus cỡ dại có kết quả dương tính. Cùng ngày bệnh nhân hốt hoảng kích thích, tình trạng sợ nước, sợ gió của bệnh nhân tăng dần. Nếu bác sĩ giải thích tiên lượng tử vong, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật thường là chó mèo. Bệnh dại nguy hiểm nhưng đã có vaccine và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khuyên cáo khi bị mèo, chó cắn, người dân cần chủ động đến các trung tâm tiêm chủng để tiêm vaccine bệnh dạy. Một người phụ nữ Indonesia bị cáo buộc giả vừa chết, rồi nhiều con trai đăng ảnh lên Facebook nhằm thoát món nợ 268 đô la Mỹ, khoảng 6,3 triệu đồng. Theo truyền thông địa phương, vụ giả chết của Lisa xảy ra ở thành phố Medan, bang Sumatra đầu tháng này. Chủ nợ của cô cho biết vụ Lisa đã khất thời gian trả nợ một lần vì không có tiền. Tuy nhiên khi quá hẹn trả lần thứ hai, con trai của người phụ nữ đột ngột không thông báo về cái chết của mẹ trên Facebook. Bài đăng còn kèm theo một loạt hình ảnh, trong đó xác Lisa được nhét bông gòn vào lỗ mũi và cảnh băng ca với một nhân viên y tế đẩy thi thể phủ khăn trắng. Con trai của Lisa thông báo trên Facebook rằng mẹ đã tử vong trong một vụ tai nạn xe hơi trên một cây cầu ở Medan. Lúc đầu chủ nợ rất buồn trước cái chết đột ngột của Lisa và không còn nghĩ đến khoản nợ chưa đòi được nhưng sau đó thì con trai Lisa tiếp tục thông báo mẹ mình sẽ được chôn cất tại Acetamia, nơi cách xa nhà họ một cách bất thường. Điều này khiến người chủ nợ nảy sinh nghi ngờ, do đó cô quyết định kiểm tra lại các bức ảnh trên Facebook một cách cẩn thận hơn. Khi đối mặt Maya, con trai Lisa thừa nhận toàn bộ sự việc do mẹ cậu gian dựng để khỏi phải trả nợ. Tuy nhiên tới nay Lisa vẫn trốn biệt tâm và chủ nợ vẫn chưa đòi được tiền của cô.